vậy? Hả? À, nè, tí dụng về. Ủa, sao mọi người cứ nằm trong lúc làm việc vậy? Con đường vào khu vườn mới nhìn rất là xì trùm. Dạ, các xì trùm đang xì trùm công việc rất tốt, thưa tí vua. À, tí dụng về. À, nhưng mà cũng có một vài xì trùm mà... Tí dụng về, đóng giùm coi. À, được rồi. À. Tí vụ về, sao con không đi xị trung vài viên đá, sau đó xị trung về cho mọi người vậy? Dạ, được rồi thưa tí vua, con sẽ quay lại cùng với vài viên đá. Ở đây không có đá, ở chỗ kia cũng không có đá, ở đằng kia cũng không có luôn, ở trong này cũng không có đá luôn. Ôi trời, ở đây có cả một đống đá luôn. Nhìn rất là khác thường nhưng cũng phải mang về làm thôi. Thật là đáng xấu hổ. Chúng ta đã săn lũ xì trung cả ngày nhưng tới giờ vẫn không có một món xì trung nào xuất hiện. Có lẽ chúng ta lại phải ăn món súp bắp cải trắng ngắt vào tối nay. Ước gì xuất hiện một điều may mắn ở trên đường. Cái gì vậy? Ôi trời ơi, ôi cha mẹ ơi, đây chính là mèo Ara, là một viên kim cương. Một viên khác nữa kìa, một viên khác nữa. Trời ơi, có ai đó đã đến rồi. Nghĩa là còn có thêm nữa, nhiều hơn nữa. Tới đây Ara, hãy tìm đi, đây là ngày may mắn của chúng ta. Các xì châm, mình đem rất nhiều đá về nè. Đây là loại đá gì nhìn lạ quá vậy? Nhìn kìa, chúng thật xanh sao? Được rồi, viên đá nào cũng chỉ là viên đá thôi, đúng không? Để mình xì trâm coi. Nó thành bụi rồi kìa. Tí dụng về, loại đá này vô dụng quá. Phải, xì trâm chúng trở lại chỗ cũ đi, và tìm loại đá nào tốt hơn. Đúng là mình không làm được cái gì hết. Đáng ghét, không thấy dấu vết của những viên kim cương khác nữa, mèo Ara. Mèo Ara, giúp ta tìm ở dưới này đi. Kim cương không rơi từ trên trời xuống đâu. Một tên xì trung, bọn chúng có kim cương. Chạy đâu? Nghe thử coi. Ồ, không xong rồi, Tí Dụng về đã gặp rắc rối. Nhanh lên, hãy xì trung tới khu rừng. Nhanh lên. Tốt lắm xì trung. Hãy mau nói kho báu này ở đâu, nói mau. Kho báu nào? Tôi chỉ bỏ đá cũ thôi mà. Đá cũ? Hãy nói cho ta biết. Có chỗ nào còn đá cũ giống vậy không? Có chứ, một đống lớn ở phía đằng kia, ở trong. Ở trong làng ngươi có đúng không? Không có ở trong làng. À, đừng có nói xạo nghe cái tên xì lão cảm ơn. Hãy thả xì trung đó ra. Lũ xì trung mèo Ara, hãy bắt lấy bọn chúng. Chuẩn bị đi các xì trung, tất cả chuẩn bị bắn. Tại sao các ngươi dám? Ta đâu có sợ. Đỡ nè. Trời ơi, ta vừa ném đi các viên kim cương. Trời trời. Trời ai da. Đâu quá. Chúng đâu rồi? Chúng đâu mất rồi? Ta phải lấy lại viên kim cương. Ta nhất định phải lấy lại viên kim cương của chúng. Đúng vậy á, bọn chúng sẽ ngoan ngoãn giao kim cương lại cho mình trước khi mình nổi giận lên. Nhớ nha tí quạo, tí vua hiện đang rất cần nhiều đá, vì vậy mở mắt thật to, đừng có lấy đá không dùng được đó nha, nhớ chưa? Mình chỉ nói đùa thôi. Mình ghét nói đùa thôi. Nhưng mình càng ghét bẫy nhiều hơn nữa. Đó là lý do mà tí vua thường dặn, phía trước tay lái bạn là một sinh mạng đó. Dạ, tí... Cứu với. Lão gà mên, lão gà mên. Ô, làm ơn đừng có sợ hãi. Ôi, ta thật sự xin lỗi về điều này. Xin lỗi.
Ta nghĩ ta đã tháo hết những cái bẫy độc ác này, vì có thể dài xì trung sẽ bị thương đó ha. Đi đi. Tạm biệt. Chúc một ngày lành. Ôi, những sự ngọt ngào giả dối này làm ta phát bệnh ban ngứa nè. Gớm quá. Đi thôi Ara, bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cho những việc thiện tiếp theo. Cái bẫy này sẽ bắt thêm vài tên xì trung. Ôi, những sinh vật nhỏ bé tội nghiệp ở nơi đây thật là kinh khủng quá, nhưng ta sẽ cứu. Lão Gammon, ông đã cứu mạng chúng tôi. Ồ, có gì đâu chứ, chúng ta là bạn mà. Mình xạo thiệt. Nhưng lão Gammon, ông chưa bao giờ là bạn của chúng tôi mà. Phải, ông luôn là một phù thủy độc ác và hung dữ. Nhưng giờ ta đã thấy được ánh sáng, những ngày đê hèn đáng thương của ta đã qua rồi. Và có biết không, thật là hạnh phúc khi trở thành một người tốt. Bây giờ sao chúng ta không cùng đi đến làng của các bạn và nói với Tí Kim Cương, với Tí Vua về tin tốt lành này. Tí Vua ơi, đoán xem ai xì châm chúng ta nè. Lão Gammon, anh mẹ ra. Đừng có xì châm, không sao đâu. Chúng con rơi xuống hố đó Tí Vua, và ngài Gammon đã cứu chúng con. Đúng đó, ông ấy còn cứu con với Tí Quạo nữa. Lão Gammon cứu cái xì châm mà. Ta đã thay đổi rồi thưa Tí Vua. Chỉ là lừa đảo thôi. Ôi Tí Vua ơi, hãy rủ lòng thương. Ngài không biết ta đã cô đơn như thế nào, luôn bị cách xì châm dễ thương ghét bỏ, không bao giờ có người bạn nào. Ta nói xạo thôi. Điều này còn giả dối hơn. Nhưng mà thưa Tí Vua, con nghĩ hãy xì châm ông ấy một cơ hội. Cảm ơn người anh em Tí Điệu. Bây giờ hãy để ta đem tất cả số gỗ này về làng của các bạn, và chúng ta sẽ nói chuyện một cách thật là thân thiện. Không, chúng ta đã nói chuyện đủ rồi. Nào các xì trâm, chúng ta đi thôi. Nè Tí Vua, lão ta có giải thật lòng mà Tí Vua. Tạm biệt ngài Gammon. Tạm biệt nha. Nếu chúng không đưa ta tới nơi có kim cương thì ta sẽ làm cho chúng đem kim cương tới cho ta. Chào buổi sáng anh bạn nhỏ. Chào, tôi thật sự xin lỗi ngài Gammon, nhưng Tí Vua không cho phép chúng tôi nói chuyện với ngài đâu. Nhưng hiện giờ ta cần một sự giúp đỡ nho nhỏ giữa bạn bè với nhau. Được. Tốt, ta muốn mượn những viên đá cũ ở trong làng của các bạn. Được, tôi sẽ lấy cho ngài một xe luôn. Được chứ, cảm ơn. Chờ một lát nghe. Hy vọng nó quay lại sớm, ta sắp hết tốt bụng rồi đây nè. Có rồi đây ngài Gammon, những viên đá mà ngài muốn. Thật là tuyệt vời, hãy mang tới đây. Mèo Ara thành công rồi, ta sắp giàu rồi. Và để ăn mừng, ngươi có thể bắt tên xì tôm. Chúng đây nè. Để ta xem. Ôi, ngươi là một tên xì trung ngu ngốc. Chúng chỉ là đá thôi. Ngài đã nói là... Đừng có bận tâm Tí Dùng Về. Cuối cùng ta cũng hiểu được lão Gammon muốn cái gì. Những viên kim cương đó con đã lấy. Những viên kim cương? Cái nào là kim cương thưa Tí Vua? Đây. Và chúng rất có giá trị trong thế giới của con người. Và người bạn giả tạo này đã lợi dụng lòng tốt của các con. Đi thôi các xì trùm, chúng ta quá rành với cả phù thủy chờ này rồi. Đã, ta sẽ đưa các ngươi sâu chuỗi này để trao đổi, và cả cái gương này nữa, và cái dây rưu băng này nè. Thôi đi lão cảm ơn. Nhưng thưa Tí Vua, con cần dùng một cái gương mới. Và con thấy rất thích cái dây rưu băng đó. Và chuỗi hạt rất hợp với tay của con. Anh đưa cho tôi đi. Được rồi. Chúng ta hẹn gặp nhau trưa mai bên cạnh dòng sông. Khi các ngươi đưa ta tất cả kim cương, ta sẽ đưa chúng cho các ngươi. Chịu không? Anh nhanh lên đi cái xin chấm. Đây là tất cả số kim cương thưa ngài Gammon. Thật là tốt lắm. Ôi, thứ đẹp nhất trên đời.
rất là tốt. Và bây giờ là sự thanh toán. Chẳng có gì hết. Ta đã xì chung trước điều này nên đã chuẩn bị sẵn rồi. Phép thuật phi thường, xì chung hồ biên. Tiết kiệm sức đi lão tí vua đã quá trễ rồi. Phép thuật phi thường, xì chung hồ biên. Hãy nghe ta và tất cả đều ôm. Mèo Ara, như vậy là chúng ta giàu rồi. Ta không chắc về điều này đâu lão cảm ơn. Là lũ xì trung. Nhưng nếu vậy vậy kim cương của ta ở đâu? Ở trong cái túi kia kìa, nhờ vào bùa chuyển đổi nhanh. Không, không. Thưa tí vua, tụi con xin lỗi vì đã nghe lời tên phù thủy xấu xa đó. Nhưng dù sao lão cũng đã tốt bụng trong chốc lát. Điều đó đã chứng tỏ có những loại người không thể tin được dù họ có xì trung điều gì đi nữa. Rất chính xác thưa tí vua. Còn một điều nữa là không được xì trung kẹo từ người lạ hoặc là phù thủy lạ. Lúc nào mình cũng dặn mấy cậu rồi mà. Hãy cảnh giác những phù thủy đội lốt cừu. Mà dám tới quay rầy ta vậy? Mau cút đi! Ồ, là mẹ hả? Nè Gầm Ân, ta đã nói với con là phải thống khứ cái thứ gớm ghét này mà. Con biết là mẹ ghét mèo mà. Dạ, nhưng mà mẹ ơi con... Còn những tên xì trâm thì thế nào rồi? Đã bắt được chúng chưa? Dạ con... Chắc chắn là chưa. Không có ta, con chẳng làm được chuyện gì. Ta phải tìm ra vài điểm yếu của lũ xì trâm này. Thứ mà con vẫn chưa nhận ra. Để coi. Xì trâm thì không có xài tiền. Chúng cùng chia sẻ với nhau. Nhưng chắc chắn có một tên trong bọn chúng nghiền nhóm bản tính ích kỷ và tham lam ở trong tim của nó, đúng không? Dạ, phải, thưa mẹ. Thật may mắn, ta có công thức làm hư hỏng xì trâm ở đây. À, chính là nó. Lại đây cảm ơn, giống như chúng ta đã làm khi con còn là một đứa bé đó. Ô gà sóc cà quắc cà. Lên đường tới chỗ bọn xì trâm, mau lên để tìm sự tham lam trong dạng trái tim ngọt ngào của chúng. Chúng ta cần làm vài việc với vài tên xì trâm. Nếu ngủ sớm thì phải dậy sớm. Nhìn mấy cái bánh này là thèm quá trời luôn hà. Đây là mùi tuyệt nhất mà mình đã từng được ngửi đó. Nhìn kìa, nó ở đâu ra vậy? Chính là mình. Ôi, thật là ngon. Hãy cho các xì trùm khác được nếm thử chúng. Tại sao phải lãng phí những thứ này cho họ chứ? Cậu là ai vậy? Tôi chính là cậu đó. Nếu cậu sáng suốt thì hãy giữ những thứ bằng vàng này cho riêng mình đi. Nhưng các xì trung luôn chia sẻ mà. Nè, thật sự sai lầm với cách suy nghĩ này. Điều gì sẽ xảy ra nếu như thức ăn cạn kiệt chứ? Cậu sẽ ăn cái gì đây hả? Đúng rồi, ý kiến hay lắm. Tốt nhất mình nên cất để dành, không cho ai hết. Ta vẫn chưa đánh mất khả năng thuyết phục. Cái gì thơm quá vậy ta? Thứ gì đó rất là ngon. Mùi gì thơm quá à? Ôi thơm quá. Nó bay ra từ phía nhà của Tiết Tham Ăn. 301 cái, 302 cái, 303 cái. Ồ trời, nhìn chúng thật là tuyệt vời. Tiết Tham Ăn à, đó là cái gì vậy? Chia cho bọn mình với. Được chứ tí đồ. Đây nè.
không được, cậu phải khôn ngoan lên. Nếu cho họ một thì họ sẽ lấy tất cả những thứ hấp dẫn của cậu đó. Cho mình đấy mà, cho mình chơi. Bây giờ mình đổi ý rồi, không cho ai hết. Nhìn chúng thật là ngon. Phải, bọn mình nếm thử một chút ít thôi có được không hả? Được. Sao lại cho bọn họ mà không được cái gì hết chứ? Phải rồi, sao lại cho các cậu mà không được cái gì hết? Sao tự nhiên biết tham ăn lại tham ăn vậy? Cậu ấy không muốn cho chúng ta mà không được cái gì, nhưng chúng ta không có cái gì hết. Không hoàn toàn là như vậy đâu. Nè Tí Tham ăn ơi, mình sẽ đưa cho cậu một bình dâu xì chum để đổi lấy thứ hấp dẫn cho cậu nha. Thứ dâu nhỏ xíu, hãy bắt cậu ấy đưa cho cậu cái kèn đi. Mình chỉ muốn cái kèn. Kèn của mình á? Nhưng mà kèn của mình không được đâu. Không đưa thì không đổi. Được rồi. Đây nè, cầm lấy đi. Một cho mình và một cho cậu. Tuyệt vời. Thấy dễ dàng chưa? Dễ, đơn giản như là ăn bánh. Cứ nghe theo lời mình, cậu sẽ trở nên giàu có. Ồ, Tí Khiếu Tai, con đúng là xì trung mà ta cần. Ta còn một cái lỗ thủng trên mái nhà cần phải xì trung liền. Xin lỗi thưa Tí Vua, nhưng con đã đổi hết đồ nghề cho Tí Tham ăn, lấy hai viên kẹo vàng rồi. Kẹo vàng gì vậy cả? Phải xì trung xem đang xảy ra chuyện gì. Tiếp theo. Xin chào Tí Tham ăn và tạm biệt bạn cũ. Sự trao đổi này thật nhiều nỗi buồn. Nhưng cái này tốt hơn nhiều. Yeah. Là ai vậy hả? Là ai vậy? Đi cận, mắt kiếm của con đâu rồi? Xin lỗi thưa Tí Vua, con vừa đổi nó cho Tí Tham ăn. Bởi vì cái này nè. Ô, xin chào Tí Vua, có chuyện gì vậy? Ồ, Tí Tham ăn không có gì. Ta có một chút xíu một chút xíu lo lắng về những viên kẹo vàng. Vì vậy mà có lẽ ta phải nên thử một cái để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn. Đừng có ngốc nghếch nha, hãy bắt ông ta trao đổi đi. Xin lỗi thưa Tí Vua, nhưng ngài cũng phải trao đổi mới được. Phải trao đổi? Chắc là Tí Vua đã giận mình rồi đó. Đừng lo, cậu sẽ sớm làm chủ ngôi làng và ông ấy sẽ nghe lệnh của cậu thôi, không vấn đề đâu. Các cậu, đây là lúc chúng ta ăn những viên kẹo vàng hấp dẫn quý giá này. Ôi trời, sao chuyện này xì trâm qua nhanh vậy? Phải, giờ chúng ta phải làm sao? Mình không thể làm chuyện gì vì đã không còn đồ nghề nữa. Và tất cả các bất ngờ của mình cũng hết trơn. Và các quả tạ của mình nữa. Còn mình thì giống như con bù nhìn vậy đó. Được rồi, chúng ta đi nói với Tí Tham ăn để xin lấy lại đồ. Cậu ấy sẽ hiểu. Nghe nè Tí Tham ăn thân mến, cậu có thể thấy bọn mình đang gặp một vấn đề lớn không? Nếu cậu không xì trim đồ của tụi mình lại thì... Ôi các cậu, vậy sau khi quyết định trao đổi? Đừng có yếu lòng, đã trao đổi thì thôi chứ. Xin lỗi các cậu nha, đã trao đổi thì thôi. Mình ghét trao đổi. Thật không ngờ, cậu lại xì trim những thứ này có giá trị hơn tụi mình. Được, chúng tôi đã nghĩ cậu là bạn, nhưng bây giờ chúng tôi đã lầm, đi thôi. Thôi xì trim. Ôi trời. Nè, cậu không cần bọn họ. Họ chỉ là một lũ thất bại. Cậu đã có tất cả những thứ cuộc sống có thể đem lại. Hãy tận hưởng nó đi. Ôi, mình sẽ cố. Mình sẽ làm ra cái gì đó với đồ nghề của Tí Khéo Tai. Giờ cậu đã thực sự là vua một cõi rồi đó. Mình có thể mạnh hơn nhờ tạo của Tí Đô chăng? Cố lên, đẩy cao lên, đẩy cao lên. Đó, cậu thấy dễ dàng hay không? Cậu cố làm gì chứ, không nổi thì thôi đấy. Ô, xin lỗi nha. Mình rất nhớ mọi người, thậm chí nhớ cả tiếng quạo hay cào nhào nữa.
Nhưng cậu đang có trái banh của bọn họ mà. Mình biết. Đó chỉ là một quả thông. Nhưng cậu thấy đó, họ không cần phải có thật nhiều vật chất nhưng mà vẫn vui vẻ. Đã là xì trâm thì mình cũng vậy. Nè các xì trâm, đồ đạc của các cậu đây. Cậu đi rồi hả tới thăm ăn? Không đi một chút nào hết. Những thứ này đáng giá hơn một gia tài đó. Những người bạn mới là gia tài. Bây giờ hãy biến mau. Ê, đừng làm vậy mà. Kìa, tí thăm ăn chuyện gì vậy? Con đang đánh cái gì? Ồ, thôi tí vua, ngài không thể nào tin được đâu. Có một con xì trâm màu đỏ, cứ nói với con là sẽ trở thành tí thăm ăn thật sự. Chuyện bắt đầu khi con thấy có cái cây kỳ lạ và ăn viên kẹo đầu tiên. Ta dám chắc là lão Gàm Ên đứng sau chuyện này. Nhưng ta tin rằng con sẽ vượt qua mọi bùa chú để tiếp tục trở thành một xì trâm tốt. Bây giờ còn đợi gì nữa chứ? Xì trâm tới lấy đầu của mình đi các cậu. Cảm ơn đi thằng à. Cảm ơn rất nhiều. Ôi, dẫn điệu tốt đẹp đang giết chết ta rồi. Thật là tốt quá. Tí tham ăn, tụi mình yêu cậu. Ngươi đang là xì trâm giàu nhất thế giới mà. Ê, nhưng ngươi đã phá đi, đúng là tên ngốc. Quang hồ. Tí tham ăn không còn tham lam nữa. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta phải đáp lễ lại lão Gà Mên vì món quà tử tế của hắn. Yeah, hay quá. Vui lên Gà Mên, bởi vì hạt giống tham lam ma thuật của ta sẽ chăm sóc lũ xì trâm đáng ghét từng đứa một. Hả? Thiệt chứ? Phải. Lúc này có lẽ lũ xì trâm đang quỷ quại lẫn nhau bằng sự tham lam của chúng. Mẹ là một thiên tài đó thưa mẹ. Ta biết chuyện đó. Ta biết. Đó, đó chính là cây tiền. Hả? Nhưng sao nó lại ở đây được? Mau lên, đóng cửa lại. Khoan, chờ đã, nhìn coi. Tất cả những đồng tiền đều có hình con ở trên đó. Đừng đụng vào. Phải vào trong nhà ngay lập tức. Ôi, mùi hương thiệt là tuyệt vời. Phải, thật tuyệt vời. Của ta. Không, của con. Không, của ta. Để họ dành tiền của họ đi. Mình vẫn là xì trâm giàu nhất thế giới chứ bộ.